Chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn bộ dụng cụ diện trần dành cho phòng khám. Bộ dụng cụ diện trần dành cho phòng khám bao gồm 3 bộ. Bộ thứ nhất là bộ dành cho gia đình, cộng với bộ đa năng và thêm 2 dụng cụ nữa thì thành bộ phòng khám. Chúng ta thử xem qua xem bộ này gồm những dụng cụ gì. Đầu tiên là cây giò dai, mình đã giới thiệu với các bạn ở những video trước rồi, dùng để dai ấn huyệt. Cái thứ hai là lăn đinh, cầu gai. Dụng cụ thứ ba là lăn cầu gai đôi to, lăn cầu đinh đôi to, lăn đinh đôi nhỏ, lăn cầu gai đôi nhỏ, cào to, chè đâm tiêu, búa nhỏ, búa to, quả cầu gai và quả cầu đinh. Đó là bộ dụng cụ diện trần dành cho gia đình. Bây giờ cộng thêm cả cây sao chổi, lăn đồng lăng lớn và con bọ to nữa thành bộ dụng cụ diện trần đa năng. Thì công dụng của các dụng cụ này mình đều đã hướng dẫn ở các video trước. Nếu các bạn muốn xem chi tiết, các bạn có thể vào trang dụng cụ diện trần.vn, gõ tên của từng món dụng cụ thì mình đã có video hướng dẫn sử dụng từng dụng cụ rồi. Thì bộ dụng cụ diện trần gia đình và đa năng cộng với 2 dụng cụ này nữa, cây lăn 30 cán dài để mình lăn khắp lưng và lăn trên bụng để giảm béo, chữa đau lưng. Đó, thì cái dụng cụ này nó cán dài để mình có thể với được ra khắp sau lưng. Thì cái này thiết kế được bằng 3 cái trục này thì nó sẽ tăng cái hiệu quả của nó lên gấp 3 lần các bạn nhé. Đó, rồi mình sẽ lăn nhẹ nhàng trên cái vùng da như thế này, nó cảm giác nó rất là êm ái và nó rất là đều tay. Đó, rồi tiếp theo đây là bàn lăn chân các bạn. Bàn lăn chân này cầm lên rất là chắc tay, rất là nặng và được thiết kế bằng loại gỗ rất là chắc chắn và bền. Đó, các bạn cầm lên nó nặng và nhìn nó thiết kế rất là đẹp này, nhìn rất là mỹ miều và được rất là nhiều người mua cái bộ này, cái bàn lăn chân này để cho, để tặng hoặc là quà tặng trong những cái dịp mà sinh nhật hay là những cái dịp hội họp gì đó. Đấy, thì cái này nó cũng thiết kế bằng 3 cái trục này cho những người bị mất ngủ này, những người đau đầu, stress, căng thẳng này, thì cái này các bạn cứ để dưới chân, sau đó mình sẽ lăn 2 bàn chân lên đây. Thì người ta ví bằng bàn chân là trái tim thứ hai. Những người nào mà chân lạnh ấy, đấy, hoặc là những người thận kém thì các bạn có thể đặt cái này dưới bàn chân các bạn lăn. Hoặc là trước khi đi ngủ các bạn lăn cái chân này lên bàn lăn chân này khoảng 10-15 phút thì cũng giúp cho mình có giấc ngủ ngon hơn. Như vậy mình vừa giới thiệu với các bạn hoàn toàn bộ cái dụng cụ trong phòng khám diện trần này. Theo mình thì bạn nào muốn có một cái bộ tương đối đầy đủ thì chúng ta lên trang bị cái bộ này, thì nó phù hợp với chúng ta, thì nó đáp ứng đầy đủ những cái nhu cầu trong thực tế. Mình có thể điều trị cho bệnh nhân, có thể tự làm cho mình, chăm sóc mình. Đây chính là bộ diện trần, phòng khám diện trần. Cảm ơn các bạn.